một hồi. Không thể được, không thể có như rửa được. Thủ Đức thì cả hàng trăm người có thể vào, còn việc này thì không phải ai vô cũng được. Bình có biết là từ 4 tháng nay đã có bao nhiêu người phải bận rộn với việc này không? Kế hoạch đã đặt xong, nhà cửa đã mướn, mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, trên phủ tổng thống đã quyết định có lệnh lấy Bình bằng bất cứ giá nào. Tôi vô cùng bối rối, lúng túng, chẳng biết phải trả lời như thế nào cho xuôi. Vì ngay trong thâm tâm tôi cũng ưa đời binh nghiệp. Cuối cùng tôi mạnh bạo nói, thôi, hay ông để tôi theo quân đội cũng vậy thôi. Ông ta mở to mắt nhìn tôi, vừa như ngạc nhiên về thái độ từ hứa của tôi, vừa như bất mãn khó chịu. Cuối cùng, mắt ông dịu xuống. Ông nói một cách cởi mở. Bình muốn có lón à? Được, nếu Bình muốn, về Sài Gòn sẽ có. Bình cũng sẽ là quân đội vậy. Có lẽ lúc ấy, ông ta sợ hỏng kế hoạch, sẽ bẻ mặt với cấp trên, nên ông ta xuống nước hết mình với tôi. Và chẳng biết ông Cẩn có lệnh can thiệp như thế nào. Ngay hôm đó, tôi đã phải theo ông về Sài Gòn. Tôi vội vàng từ giã mấy người bạn mới vì lý do bố sắp chết nên được phép về ngay. Sau này, với những năm tháng đau thương chất chồng, nhiều lúc tôi ngồi nghĩ lại. Nếu lúc đó tôi cương quyết ở lại Thủ Đức, lại chữ nếu quái ác, có lẽ cuộc đời tôi sẽ thay đổi hoàn toàn trong tương lai. Sai một ly, đi một dặm. Những giai đoạn đầu của cuộc đời, ở những chỗ rẽ, nếu chỉ cần xê dịch khác một chút, kết quả sau này sẽ khác nhau một trời một vực. Âu cũng là do nghiệp chướng của đời tôi. Ngay tối đó, tôi về tới thành đô, nhìn cảnh phố phường đầy màu sắc, lòng tôi vẫn vời vợi, bâng khuâng với nhiều nẻo đi của cuộc đời. Hồn tôi đang chìm ngập trong nỗi ngơ ngác đầy vơi, thì xe ngừng lại ở một góc đường Võ Tấn. Ông Cẩn móc túi lấy chùm chìa khóa trao tôi, thân mật dặn dò. Đây là chìa khóa đã ghi sẵn sổ phòng ở tầng 3, số 8 đường Nguyễn Văn Trãng. Trước khi chia tay, ông còn căn dặn thêm. Nhớ đừng về nhà, sẵn máy tôi để nói chuyện nha. Sau một lúc lò dò tìm kiếm, tôi đã tới được căn phòng đó. Trong phòng đã có sẵn một chiếc radio transistor với một số sách báo ngoại ngữ cũng như Việt ngữ. Sáng hôm sau, ông Cẩn đến. Nội dung những điều ông căn dặn hướng dẫn là tôi sẽ đóng vai trò là một sinh viên văn khoa. Gia đình tôi thuộc loại khá giả, từ Bắc di cư về miền Trung. Tôi vào Sài Gòn trọ học. Đó là đối với tất cả mọi người chung quanh, kể cả với người quản lý building. Còn riêng với gia đình, một tháng chỉ nên về một hoặc hai lần. Nói là khi lên tới trường Thủ Đức, họ khám lại sức khỏe, thấy có bệnh yếu tim, nên không thể theo học quân sự được. Hiện nay đã chuyển sang ngành công tác xã hội, phải đi học tập một thời gian. Ít đi ra phố, chỉ ra khi đi ăn cơm. Hàng ngày sẽ có người đến huấn luyện, chiều thứ bảy và chủ nhật nghỉ. Trong thời gian huấn luyện, mỗi tháng tôi sẽ được lãnh 2.500 đồng. Lại cũng giống số lương ở số 2, đường Jean-Jacques Rousseau. Thời gian đầu, chính ông Cẩn sáng cũng như chiều mang tài liệu sách vở đến giảng dạy cho tôi. Lúc đầu, ông đưa tài liệu ra giảng cho tôi về thế nào là một tổ chức bí mật. Lãnh đạo những tổ chức này có khi do một cá nhân, một tập thể hoặc một quốc gia. Xác định bạn và thù. Những người cùng chung một công tác là bạn, ngoài ra tất cả là thù. Kể cả bố mẹ, vợ con, anh em, bè bạn và các cơ quan khác như cảnh sát, công an, an ninh quân đội, vân vân. Theo ý nghĩa ngăn cách bí mật. Tôi rất ngạc nhiên về điểm này. Ông Cẩn giải thích đại ý. Về lĩnh vực tình báo trên thế giới, từ xa xưa cho tới bây giờ, biết bao sự việc lắc léo ly kỳ đã xảy ra. Trong hòa bình cũng như trong lúc chiến tranh,
Có khi hai quốc gia chống nhau, hoặc có khi hai khối quốc gia chống nhau. Bên này cũng như bên kia đều đầy dẫy những nhân viên tình báo của đối phương. Những nhân viên này, tùy theo điều kiện và nhiệm vụ, có thể ở mọi nơi, mọi lãnh vực, thậm chí đôi khi còn nằm ngay trong chính quyền trung ương của nước sở tại. Nhiệm vụ của họ có nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng có một cái chung là tìm tòi, nghe ngóng để biết trước được những âm mưu, ý đồ về tình báo của nước nọ đối với nước kia. Ngõ hầu có những biện pháp thích ứng để ngăn chặn hoặc lợi dụng, có khi tiêu diệt. Vậy điều quan trọng là người điệp viên cần phải biết những ai là nhân viên tình báo của đối phương, nhất là những nhân viên bí mật. Thời đại ngày nay là thế giới tự do và cộng sản. Một thí dụ, một người đang được bí mật đào tạo huấn luyện để nhận một nhiệm vụ bí mật vào đất địch, phá một công xưởng sản xuất vũ khí chẳng hạn. Anh này có vợ, vì anh là tình báo nên đi về thất thường. Nguyên tắc không được nói với vợ, nên anh này thường nói dối quanh. Người vợ càng nghi ngờ, có lẽ chồng đã đi với cô này, cô nọ, cho nên đã làm cho anh ta nhiều lần không đúng. Anh này vì chưa đủ ý thức về bí mật, an ninh công tác, nên có ý nghĩ. Tuy nguyên tắc là như vậy, nhưng vợ của mình đầu gối tay ấp trọn cuộc đời với nhau, chẳng lẽ lại hại nhau? Chẳng lẽ vợ mình lại là cộng sản à? Và một đêm anh đã thú thực với vợ, không quên căn dặn vợ là tuyệt đối không được nói với bất cứ ai. Người vợ lại có một người mẹ, thỉnh thoảng nàng hay sang nhà mẹ chơi. Bà mẹ thường bảo, nè, cái thằng chồng của mày á, đồ này làm ăn cái giống gì mà tao thấy nó đi suốt ngày suốt đêm vậy? Mày ngốc à, mày không có để ý theo dõi á, rồi biết đâu nó mèo nó chuột đà. Người vợ tuy nghe chồng đã dặn kỹ nhưng lại nghĩ, mẹ đẻ ra mình chứ ai, không lẽ mẹ lại hại vợ chồng mình, mà mẹ mình là cộng sản hay sao? Và rồi một hôm nào đó, nàng đã nói thật với mẹ, cũng không quên căn dặn mẹ. Đừng có nói ai chuyện này nghe mẹ. Bà mẹ là có một người bạn chí thân. Trong một lần nào đó, bà bạn hỏi thăm về thằng con rể của bà bạn mình. Bà mẹ không được học về nguyên tắc bí mật nên muốn khoe với bà bạn thân. Ai, không hiểu nó làm cái gì bí mật mà ở tận trên phủ tổng thống lận. Bà bạn chí thân này lại có chồng, có con thân mật ruột thịt khác. Cứ như thế, đến lúc nào đó, hay nơi nào đó, tình báo của đối phương sẽ đánh hơi thấy. Cái này nó thính lắm, truy nguyên ra được tông tích và hành tung của anh chàng không kín miệng. Nếu anh đó dùng bất cứ hình thức nào để xâm nhập đất địch, nếu không 250, thì cũng vào trong ấp mà nằm. Như vậy, nguyên nhân vì đâu mà anh ta bị như vậy? Rõ ràng xuất phát từ vấn đề người vợ khiến anh ta đã thất bại. Hơn nữa, người ta đánh giá một công tác thường chỉ căn cứ vào thành công hay thất bại mà thôi. Còn nguyên nhân tại sao, lý do thế nào, xét sao? Bất kể nguyên nhân ra sao, do đối phương ngăn chặn không thể thực hiện được công tác, hoặc tư tưởng của nhân viên muốn lẩn trốn không dám thi hành công tác, dù nguyên nhân khách quan hay chủ quan, thì cũng dẫn đến chung một kết quả là công tác đó đã bị thất bại, không thực hiện được. Qua thí dụ trên, về một khía cạnh nào đó, người vợ cũng như là một kẻ thù, một đối phương vậy. Từ những vấn đề trình bày ở trên, tôi nhớ lại trước đây, khi xem những phim ảnh tình báo gián điệp của Thế chiến thứ nhất và thứ hai, những tiểu thuyết tình báo trong đó có sách 28 chẳng hạn. Dần dần, tôi cho rằng những điệp viên quái kiệt đã được đào tạo ở những trường điệp báo khét tiếng như Hắc Long, Intelligence Service, Gestapo, CIA hay KGB, dần dần, đều bắn các loại súng như máy, cởi ngựa như gió, sử dụng máy bay xe hơi một cách điêu luyện tinh vi. Tôi thật là ấu trĩ. Từ những nguyên tắc bí mật và ngăn cách, chẳng có một trường nào công khai đào tạo điệp viên cả. Nếu có một trường như vậy, chẳng khác gì những điệp viên ấy đã tự trình bày với đối phương. Thưa các ông, chúng tôi đang ở trong bụi rậm này, cho nên thực tế có nhiều vấn đề chẳng giống như tiểu thuyết và phim ảnh.